Chào em nhá. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn mọi người cách tính toán tương cánh của mố cầu. Thì đây chúng ta xem qua cái thông số đầu vào. Tương cánh thì mố thì chúng ta thường trích hai mặt cắt. Một là một cắt EE đây, cắt ngàm ngàm vào tầm thân, và mặt cắt FF ngàm vào đỉnh bệ. Thì thông thường chúng ta tính có áp lực đất nằm ngang này, EH, và hoạt tải chất thêm là S. Đây chúng ta xem xét cái bài toán là các kích thước D4 này là cái khoảng cách chiều dài này bằng 1,5 m, H1 trên đỉnh tường cánh xuống đến cái đoạn hệ đoạn vát 5 m, H2 chân đoạn chân tường cánh 2 m, B2 đây bằng 2 m, B3 ở trên bằng 2 m, B4 thì bằng 3,5 m, tổng chiều cao 7 m. Thì một số cái thông số thì gồm có góc mặt sắt trong của đất đắp 30 độ, góc đây phi này là cái góc hợp bởi mặt sau của tường chắn hoặc là mố tường cánh, và phương nằm ngang thì là 90 độ. Cái góc delta này là cái góc mặt sắt ngoài, góc ma sát giữa tường cánh và đất đắp. Thì ở đây chúng ta tra một cái bảng trong tiêu chuẩn 1823 thì khối bê tông trên các nền sau. Thì ở đây mình chọn sẽ là cát mịn này, hạt chung sạch, hoặc là cát mịn hạt sạch, nó chạy dao động từ 19 đến 24 này, và 24 đến 29. Thì đây mình chọn 19 độ. Thì các bạn nhé, đây, góc beta là góc hợp bởi dốc của đất đắp cho phương nằm ngang bằng 0 độ. Thì ở đây chúng ta tính ra được áp lực đất, hệ số áp lực chủ động theo công thức này bằng 0,2979. Gamma của đất thì bằng, lấy không có số liệu chính xác mà lấy bằng trong theo tiêu chuẩn là 1925 kg trên mét khối, thì đổi ra là 18,88 cân Newton trên mét khối. Đây, tại sao chúng ta sẽ tính ra cái giá trị này, tại sao chúng ta lại tính cái giá trị này bằng gamma nhân Ka nhân mét cốt của cái góc delta này. Thì tí nữa vào trong mô hình tôi sẽ giải thích. Và S tương tự tính ra được cái chiều cao tường là 7 m, nên tra bảng này sẽ ra được hệ số, là sẽ ra được chiều cao tương đương bằng 0,6 m, 0,6 m này. Tính ra là S dưới dạng áp lực sẽ bằng này Ka nhân gamma H nhân mi cốt của góc delta này. Đây chúng ta sang phần mi đát từng cái này, chúng ta để liệu 30 MPa, C30, các hệ số khai báo đây, density trọng lượng riêng 24.5, dẫn là nhiệt 1,08, nhưng mà cũng chưa 5, và sông 0,2.
mô đun lần hồi chúng ta tính theo công thức bằng này, chúng ta để là 2.500 50 cc của bê tông là ra 32.642,16. Chúng ta nhập giá trị này vào đây, giá trị gia nhập vào đây nó xem nhau nên không cần thay đổi. Tiếp theo là khai báo về tự này như sau: property đây và phần thickness, click vào đây chúng ta có thể add nhé, thêm giá trị nhé, để mình nhập là 0,5 mét, ok, chiều dài của tờ cánh. Sau khi nhập xong chúng ta tạo các giá trị DC trọng lượng bản thân của tấm cánh này, đúng không? Để chúng ta biết rồi. Tiếp tục lập các trường hợp tải trọng vào load static, load case đây là trường hợp mà EH là S. Đã xong. Theo chúng ta sẽ khai báo phần tử ở đây. Cái phần tử thứ nhất là phần tử B2, đúng không? Hai nút này, ta khai báo hai nút này là 00 trước, một cái nút 00, play, ok. Ta cần chỗ E để bật phần tử nút, đây nó hiện phần tử nút đây. Tiếp theo ta sẽ copy nó sang một đoạn là B2 là 2 mét. Lưu ý các bạn này, khi tính toán từng cánh thì cái phần tử nút ở chân này phải là trùng với góc tọa độ. Lý do vì sao tí nữa tôi sẽ giải thích. Nút này translate theo phương x một đoạn là bao nhiêu, 2 mét. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ copy lên H2 là đi 2 mét theo phương z đó. Tiếp tục ta sẽ copy lên một đoạn bằng B4 mà 3,5 mét chính là đoạn vát này. Copy phần tử trong trước nhé, ba phẩy năm mét, ok. Sau đó tôi copy phần tử này ra theo phương x gì một đoạn bằng đây B3 của B4, B3 của B4 bằng 5,5 mét. Này đó. Tiếp theo ta lại copy hai nút lên một đoạn D4, D4 bằng 1,5 mét, 1,5 mét vẫn theo phương z. Vậy là chúng ta đã tạo xong cái phần tử nút rồi, chúng ta sẽ vẽ vào element, quit element. Đây chúng ta sẽ chọn là blade liệu C30 này, độ dày là 0,5, chọn vào noodle connectivity, chúng ta có thể Ctrl E để nhìn chụp tốc độ. Đấy. X ngang, Y thẳng đứng này, Z đâm vào trong,
Ok. Tiếp tục. Chúng ta xem trục địa phương này. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mô hình tải trọng. Trước khi chia phần tử, chúng ta mô hình tải trọng trước được. Chia phần tử sau. Chúng ta sẽ mô hình EH trước. Chúng ta vào phần node này. Đây. Hydrostatic pressure node. Chọn EH. Phần tử là nét. Direction hướng này. Chúng ta đây sẽ chọn bật local này. Chúng ta sẽ chọn là tác dụng tải trọng từ ngược trục Z này. Ngược trục Z local. Đây chúng ta sẽ nhập đây, hoặc là chúng ta có thể nhập là global ý được. Cái biến thiên của hướng tải trọng có nghĩa là cái chiều biến thiên của EH thì nó sẽ ngược trục Z này. Z từ trên xuống đúng không? Cái chiều cao này. Chiều cao ở đây chúng ta nhập bằng 7 mét. 7 mét này. Đây. Cái D0. Chúng ta nhìn trên hình đây. D0 chính là vị trí trên đỉnh. Thì cái B trên đỉnh của tầng cánh nhập bằng 0. Cái gradient này. Gradient density. Gradient density chính là cái gì? Chính là cái giá trị mà chúng ta cần nhập, chính là gamma đấy. Ở đây gamma mình phải nhân với hệ số K áp lực chủ động và nhân với cái cốt đây, cốt góc này, cốt góc beta để nó ra thành phần nằm ngang đấy, và nó ra bằng 5,32. Đây chúng ta nếu mà giá trị ngược là sẽ bằng trừ 5,32. Là chọn hướng tải trọng đây nó của Z là theo nó của Z, nhưng nhập giá trị âm thì nó sẽ ngược lại cái phương này. Còn đây là hướng biến thiên của kiểu giá trị áp lực từ trên xuống dưới, theo hướng từ trên xuống dưới. Ta sẽ ấn apply nhé. Đấy. Chúng ta nhìn thấy này. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo cái LS. Cũng tương tự thôi. Được. Chúng ta ở đây chọn là pressure loss. Nó đấy chúng ta sẽ là S đó. Theo phương local Z này, và đây áp lực chúng ta tính cái là S đây KA nhân HEQ nhân với cốt góc này
ta giảm giá trị ở đây nó sẽ bằng 3,1916. Ta nhập vào đây trừ 3,1916. Ta ấn apply. Đó, như vậy ta đã phải báo xong cái giá trị là S. Còn trọng lượng bản thân thì chúng ta nhập vào load này, shell weight. Ở đây tôi phải báo rồi, các bạn chọn DC này. Tôi chọn giá trị âm 1 này, xong F vào. Đây tôi phải báo rồi. Đấy. Khi cái báo xong thì chúng ta có một phần nữa khá quan trọng là chia nhỏ các phần tử này để độ chính xác nữa. Phần tử này chúng ta sẽ chia như sau: element chúng ta sẽ chia mỗi phần tử khoảng 0,5 mét, divide đây chọn vào planar, đây là 2 mét này, 2 mét, vậy ta chia thành 22, dễ nhá, rồi quét hết đi. Element bốn đi y thì tạm thời chia 2 đã. Đó, tiếp tục chúng ta phần này ta chia tiếp x thì không chia nữa, 1, y sẽ chia 2. Đó, phần này tạm thế. Rồi, vậy chúng ta chia tương đối ổn. Giờ ta khai báo được cái biên. Cái biên ta sẽ ngàm ở đây, hai góc này, đúng không? Đó, như vậy là chúng ta đã khai báo xong một kiện biên. Chúng ta giờ chúng ta chạy bài toán ấn nhấp nào. Rồi ta xem kết quả nhé. Force place force moment. Đấy, chúng ta có tổ hợp các trường hợp và cường độ sử dụng, đúng không? Và reason plot combination, đây cường độ 1 là DC, EH và RS sử dụng đây. Chỉ có điều lưu ý ở đây, moment ở phần tử bản thì moment quay quanh trục x thì sẽ là MII, còn moment quay quanh trục y sẽ là MXX. Đấy, có điều chú ý rất quan trọng nữa. Chúng ta xem cường độ. Đây là MII thì là quay quanh trục x này, quay quanh trục x thì là sẽ moment max sẽ ở dưới chân, đúng không? Thì là đóng vai trò là phần tử ngàm ở dưới chân, nên moment max đây chúng ta xem nó sẽ nằm ở dưới chân ngàm này. Giá trị đây, ta có thể bật giá trị để xem chị ở đây 152, tầm 152. Đây chính là chúng ta sẽ check cái mặt cắt
FF còn một cái này E là ngàm vào tường thân thì chúng ta làm ở tường thân chúng ta sẽ phải dùng mấy cái sẽ là quân trụ y đấy. Khi đó thì moment mắc lại nằm ở phía cạnh này, cạnh ngàm này. Giá trị là bằng 181. Tương tự như vậy, ta xem giá trị sử dụng. Từ các giá trị này thì chúng ta sẽ check dùng cái giá trị này. Tương tự như vậy là đây là cắt này. Lấy xvi dọc đây chúng ta sẽ dùng các giá trị này để nhập vào các bảng tính trích mặt cắt tính cho 1 mét. Nó sẽ ra được tính là đường kính thanh nằm ngang này và thách tiếp dọc phù hợp.